Chào các bạn tin nhanh 24/7. Tiểu quỷ Honda CB 110 phiên bản cải tiến trình làng khiến giới biker phải ấn tượng. Nhà phân phối AP Honda của Thái Lan vừa tung ra phiên bản HRC Edition của mẫu xe con tay hoàn toàn mới CB 110R X-Motion ở triển lãm 2007 Thái Lan Motor Expo. Honda CB 110R X-Motion HRC Edition có thanh tay lái sơn màu đỏ và đồ họa HRC độc quyền trên thân xe. Bình xăng cũng có tấm ốp dạng lưới giả. Cái đèn pha có tấm ốp bảo vệ với diện mạo cơ bắp hơn. Cái nắp đuôi ống xả màu xanh nhìn rất ấn tượng. Tuy nhiên về phần cơ khí thì không thay đổi. Honda CB 110R X-Motion HRC Edition vẫn trang bị động cơ DOC 4 vành với dung tích 149cc, làm mát động dịch, hệ thống bơm nhiên liệu trực tiếp. Động cơ có khả năng đáp ứng được tiêu chuẩn mới Euro 4 và hộp số cấp. Cái khối động cơ được đặt trong bộ khung gầm kim cương. Đuôi ống xả màu xanh bọ cánh cứng, rất đẹp. Hệ thống treo trước là loại phuộc đảo chiều 41mm, giống như những mẫu xe cỡ lớn Honda XADV 750. Phía sau là bộ giảm sóc đơn. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước 296mm, phanh đĩa đơn ở phía sau 220mm. Cả hai bánh đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Và sau đây là vài hình ảnh về chiếc Honda CB 110R X-Motion HRC Edition. Cảm ơn bạn hẹn gặp lại lần tiếp. Nhớ like, share, subscribe.